Bây giờ là 11 giờ ngày 27 tháng 10. Và Đồ Gỗ Tùng Tám xin giới thiệu với quý vị một bộ cuốn thư câu đối gỗ mít, chất liệu gỗ mít ta. Được chạm thủ công hoàn toàn bằng tay. Và bộ cuốn thư câu đối này có kích thước câu đối là 1m97 x 27. Cuốn thư được đục chạm tứ linh hóa là có long ly quy phụng. Đây là long này, đây là con ly này, đây là rùa quy này và chim phượng. Long ly quy phụng đây là bốn linh vật của trời đất. Hai bên là đục một thanh kiếm và cây bút thì tượng trưng cho văn võ song toàn. Ở giữa thì đục chạm ba chữ Đức Lưu Quang trên nền gấm. Ở giữa là đục mặt hổ khô. Và bộ cuốn thư này được trực chạm thì rất là ý nghĩa nha. Hai bên câu đối thì đục chạm hai hàng chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh và Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Có ý nghĩa là thờ phụng tổ tiên thì muôn đời thịnh, mà con cháu ngoan hiền thì là muôn đời vinh. Câu đối thì là được đục chạm rồng hóa. Đấy. Rồng hóa và có cả hồng chỉ ở hai bên thân nữa. Đây. Hai bên chim và hoa hồng thì gọi là hồng chỉ. Tất cả chữ là đục chạm trên nền gấm đất. Bên dưới là cũng được đục chạm một con nghê. Con nghê được, con nghê hóa thân cây, rất là đẹp. Tôi sẽ quay gần cho mọi người xem chi tiết nhé. Đây chi tiết này. Đây này, con rồng hóa ở cuốn thư này được đục chạm rất là kênh bồng. Em làm báo này. Rất là kênh bồng ngoài móc. Cực kỳ kênh bồng luôn. Thân cây trúc này, thân cây con rồng hóa thân cây trúc này rất là uẩn khúc. Kênh bồng hẳn lên mọi người xem nhé. Đây. Kênh bồng liền. Thì những mắt cây trúc này làm rất là đẹp. Đây là con phượng. Phượng hóa thân cây. Cực kỳ tinh tế luôn. Thì mọi người thì ai có nhu cầu mà muốn sở hữu bộ cuốn thư câu đối gỗ mít đục chạm tứ linh hóa như thế này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại trên màn hình nhé, 0987 510 806, hoặc liên hệ website đogotung8.com để được chúng tôi báo giá chi tiết. Xin cảm ơn nhé.